Xin chào tất cả mọi người nha. Lâu rồi thì mình mới làm lại một video. Đây là một game mới ra mắt của Vinagame. Đó là game danh tướng 3Q. Nếu như các bạn thích chơi game OMG 3Q thì đây là một cái game rất thích hợp. Hôm nay thì mình cũng chỉ mới vào chơi khoảng 10 phút mà thôi. Ở đầu video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn code và các phần nhập cốt. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần nhập cốt nhé. Mình sẽ chuyển ra phần màn hình. Đây là phần nhập cốt nhé. Đối với những game khác thì chúng ta nhập cốt ở trong game, nhưng mà game này thì nó hơi có một chút khác biệt là các bạn nhập cốt, các bạn phải vào một trang web của nó, đó là 360game.vn. Hiện tại thì mình đã tìm được một số cốt bệnh viện. Các bạn có thể xem ở đây. Đầu tiên là code chính tượng 3Q VIP này. Bây giờ nhập nha. Chúng ta chọn máy chủ. Chủ lưu ý nhân vật. Nhân vật của mình là mê gái. Nhập 5 nha. Như vậy thì mình cần phải đăng nhập trước. Bây giờ các bạn đợi một lát nha. Mình sẽ vào đăng nhập đã. Thời gian qua thì mình cũng vẫn làm YouTube mà thôi, mà mình chuyển sang làm một nội dung khác. Bây giờ lâu rồi không chơi game cũng thêm nên vào lại. Ok, xong rồi. Ok, đây là phần nhập code nhé. Mình sẽ nhập những code đầu tiên. Nhập thành công, vui lòng kiểm tra trong game. Mình sẽ nhập một loạt nhé. Đây, code thứ hai là tao thảo fit. Cùng mình viết. Điều vẫn viết. Quang vụ viết. Rất nhiều code cho các bạn. Và đó chúng ta rất nhiều code. Free. Hệ thống đáng mừng. Lúc này mình quên cái code quang vụ này, không biết lúc này có nhận được chưa. Vậy mình là nhận được code quang vũ rồi. Tiểu kiều không lự bộ vip, điếu thương vip, thương vip đây. Như các bạn thấy thì ở cái loạt cái sách code này thì nó có từ tổng hợp, nó có một sự gọi là sao nhỉ, từ liên tưởng. Bây giờ thì mình sẽ thử nhập một vài code mà mình đoán rồi nhá. Ở đây là có khổng minh này, tiểu vân này, quang phụ, du du, tiểu kiều, lữ bố. Bây giờ mình thử nhập lưu bị xem. Lưu bị vip thì không được thế thôi. Game cũng sai. DNG vip thì có sai. Quang phụ, kiều vân, tao thảo như thế này. Ôi, cũng mình cuốn sách cuốn sách viết vậy là không được, rất khó. Ok, đợi những code cơ bản nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào là giao diện game. Đây, kiểm tra ở giao diện game xem nhá. Đây. Và đây là những code mình nhận được. Không như dụng nhau. Vậy là mình nhận trên này. Có thể là có những code khác, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và hiện tại thì mình chỉ nhận được như vậy thôi. Các bạn có thể vào phần đôi giảm để xem tướng. Vậy tượng đó có tứ mỹ của Ngụy Tuấn Úc, Tào Tháo, Tào Đôn hứa trừ Tào Phi, Úc này, Ngô này, Quân. Nó cũng có vẻ giống game OMG 3Q vậy đó các bạn.
Những level, con hình thái này, cái tinh thái này khả năng cấp nhân bình đương ra không biết lâu rồi các bạn có thắc mắc gì về game Yugi không nhỉ? Nếu các bạn muốn mình làm video gì về game Yugi thì các bạn có thể comment bên dưới nhé. Cũng lâu rồi mình không vào game Yugi. Để mình thiếu vũ khí. Nó bỏ qua nhỉ. Đây bỏ qua. Về khả dụng game OMG bỏ qua. Mình đang farm những cái vũ khí nhưng mà hiện tại là mình chưa có. Có lẽ hôm nay mình chỉ chơi tạm thôi. Tại vì bây giờ đã là 11 cái đêm rồi. Sắp có ngày. Và mình sẽ bị thoát level các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi thử. Ngày mai mình sẽ chơi chính thức. Hoạt động 7 ngày này. Chủ tuyến. Bây giờ mình sẽ vào phần túi để xem. À như vậy cái này là cho SP tưởng mà thôi. Thằng quân hàm mạnh tướng như vậy có thể gặp được thằng Phán Phương. Tôi nghĩ là quan trọng là vẫn tự cam mà thôi. Trường hình này bộ trường có sáu slot phải không nhỉ? Hưng thủ này có khá nhiều, rất nhiều không phải khá nhiều mà gọi là rất nhiều. Như vậy là có 6 slot thôi các bạn. Mình nghĩ là game này nó lại ý tưởng rất nhiều từ game OMG 3Q. Có rương một cái giáp. Mình sẽ tiếp tục farm thằng này để như vậy nó không cho chúng ta can quét. Thêm được một cái vũ khí. Mình nghĩ rằng trong tương lai thì game này nó sẽ còn cập nhật rất nhiều. Hiện tại thì nó vừa open đúng ngày 30 tháng 5. Ngày mai là ngày 31 tháng 5 thì mình sẽ chơi server chính thức. Còn hôm nay thì mình gọi là biết game này nó hơi muộn rồi. Bây giờ đã 11 cái đêm là không chơi kịp nữa. Bị thọt rất nhiều. Bây giờ hết trận này thì mình sẽ off nhé. Level 30 mà mở tốc 4/3. Auto sao nhỉ? Đặc biệt là game này là có cái voice chat. Voice chat ở trong game luôn nha các bạn. Bỏ qua đi, lâu quá. Cái gì mà lâu quá. Ôi được 2 sao thôi à. Nhưng nhanh. Vậy là nhận được 100 kiếm bảo. Game này là kiếm mấy thầy kiếm kiếm bảo là hơi hơi chán. Nhập một đồng cốt mà không có cái
kinh bảo nào thấy hơi hơi chắc rồi. Vừa ba hồi là nhận được năm mươi, vừa bảo nó chắc, bây giờ nó cho 500 kinh bảo. Bây giờ mình cần phải chuyển nó để lại được phun sao. Ok, như phun sao cho bạn đúng rồi. Mình vẫn tiếp tục phát để lại trang bị của nó. Không có. Như vậy lên level 12. 11 cái đêm mà mới có level 12. Thoạt nắng rồi. Chiêu mộ. Và cũng qua đây thì mình sẽ chiêu mộ luôn để các bạn xem nhé. Chúng ta thử một điều mà rất nhiều game nó có, đó là ở lần chơi mộ đầu tiên liệu 300 kiếm bảo nó cho chúng ta một con tượng không? Con số gì đây? Để như vậy là không không được nhá. Như vậy là 300 kiếm bảo đâu là không cho một con tượng cam như là những game khác. Như vậy là các bạn cần phải tích đủ 2k8. Tích đủ 2k8 kiếm bảo để quay một lần. Con tượng cam này. Tốn kiên của thằng Ngô, chúng ta xem con tượng đó là tượng gì nhá. Đây Tốn kiên, kỹ năng của nó như thế nào? Ôi đọc kỹ năng rất chuẩn, 10 game ôm gì ba quy thôi các bạn. Anh nghĩ rằng là game này nó cũng có sẽ có một sự hot, rất có thể nó không bằng game ôm gì ba quy nhưng mà nó sẽ hot hơn những game thẻ tướng bình thường. Ok, như vậy thì vừa rồi mình đã review với các bạn về game Danh Tướng Ba Quy, giới thiệu một số code cơ bản và cách nhập code. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới. Xin chào mọi người nhé.